ngày 16 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, qua hệ thống giám sát, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 1, phụ trách tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai, đã phát hiện, lập biên bản lái xe ô tô chạy ngược chiều 15 km trên cao tốc. Theo đó, vào lúc 5 giờ 58 phút ngày 13 tháng 3, thông qua tin báo của một lái xe và qua hệ thống giám sát, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phát hiện ô tô con biển kiểm soát 15A705XX đang đi ngược chiều tại km số 77, đường cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Qua xác minh lái xe, chủ phương tiện là anh Hoàng Gia V, sinh năm 1999, trú tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Khi được yêu cầu làm việc, lái xe Hoàng Gia V phân trần: sáng sớm hôm đó, tôi đón khách từ Hải Phòng đi Lào Cai. Khi điều khiển xe qua nút giao phố Lưu thì đánh lái sang trái để vượt hai ô tô khác. Sau khi vượt xong, tôi phát hiện xe mình đi ở đoạn đường không có rào chắn, không có vạch sơn màu vàng. Đi thêm được một đoạn, tôi phát hiện xe mình đã đi ngược chiều. Khi phát hiện xe đi ngược chiều, tài xế V đã bật đèn cảnh báo khẩn cấp và đi sát giải phân cách giữa đường. Trong quá trình đi ngược chiều, tài xế V đã tránh khoảng 10 xe ô tô khác. Đi ngược chiều được 15 km, tài xế V đã cho xe quay đầu, đi đúng chiều hướng về Hà Nội. Đến nút giao Sai Nha, Cẩm Khê, Phú Thọ, lái xe V điều khiển xe quay đầu đi đúng chiều. Trong quá trình điều khiển xe ngược chiều trên cao tốc, V chở theo hai vợ chồng hành khách người Hải Phòng. Lái xe V cho biết thêm, sở dĩ điều khiển xe được đi ngược chiều đến 15 km là do không quen đường và thời điểm đó có mưa nhỏ, trời vẫn còn tối. Ngoài hành vi đi ngược chiều, đội 1 đang tiếp tục xác minh hành vi lắp đèn LED màu xanh ở biển số xe phía sau ô tô biển số 15A705XX của lái xe chủ phương tiện Hoàng Gia V, vì khi lắp đèn LED màu xanh khi đi qua hệ thống giám sát sẽ rất dễ nhầm lẫn với biển số của xe công vụ. Theo chỉ huy đội 1, riêng với hành vi đi ngược chiều trên cao tốc, tài xế Hoàng Gia V sẽ bị xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng. Đối với hành vi lắp đèn LED, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.